Kính thưa cộng đoàn, theo cái nhìn tự nhiên, theo cái nhìn của thế gian, thì Chúa Giêsu là người thất bại. Thất bại hoàn toàn. Thất bại trong việc đào tạo các môn đệ. Có 12 người rất là thân cận với Chúa Giêsu mà chúng ta gọi là tông đồ. Thì một người nộp Chúa lấy 30 đồng bạc. Một người không muốn Chúa thực hiện cuộc thương khó và còn chối Chúa tới 3 lần. Cả 12 người đều tranh giành chỗ nhất, chỗ nhì. Và trong cái lúc khốn khó nhất thì tất cả đều bỏ trốn. Không còn một ai cả. Chúa thất bại trong việc rao giảng tin mừng. Ngay từ lần về quê là Nazareth, khi mà Chúa giảng, sau khi đọc sách ngôn sứ Isaiah, người ta trầm trồ về sự khôn ngoan và thông thái của Chúa. Nhưng mà sau đó thì họ lại lôi Chúa ra khỏi thành và định đẩy xuống vực cho mà chết. Người ta theo Chúa đông lắm trên chặng đường loan báo tin mừng. Theo Chúa để được ăn no, theo Chúa để được chữa bệnh, theo Chúa để được trừ quỷ, theo Chúa để được thấy dấu lạ, theo Chúa để được nghe những cái giáo lý mới mẻ. Và trong ngày Chúa Giêsu vào thành Jerusalem, với tư cách là vua của người Do Thái, họ theo Chúa để muốn Chúa là một vị vua sẽ làm một cuộc khởi nghĩa mang lại độc lập tự do cho dân tộc. Thế nhưng cuối cùng thì những con người đi theo Chúa mỗi ngày ấy lại giơ nắm đấm lên thật là chặt và hô thật to và rõ ràng: đóng đinh nó vào thập giá, đóng đinh nó vào thập giá. Không chỉ có thế, người ta còn chế nhạo, còn sỉ nhục Chúa đủ điều. Chúa có thể khiến cho ma quỷ phải vâng lời. Thế nhưng mà trước quân lính của giới lãnh đạo Do Thái và của Phi-la-tô thì Chúa gần như bất lực. Đánh đập, sỉ nhục và làm đủ điều xấu xa. Và cuối cùng thì Chúa phải vác lấy cây thập giá như một tên tử tội lên đồi Gôn-gô-tha và rồi bị chết như một kẻ tử tội vậy. Nhìn theo cái nhìn của người đời thì Chúa thất bại toàn tập. Không thấy chỗ nào là thành công ở đây cả. Nhưng với chúng ta, nhờ ánh sáng đức tin, chúng ta thấy Chúa không thất bại theo kiểu suy nghĩ của người đời, mà Chúa đón nhận tất cả những sự khốn khó đấy với sự tự do của Ngài. Không phải vì Chúa yếu kém. Khi mà Thánh Phêrô rút gươm để chém đứt tai của một tên đầy tớ thầy thượng tế, Chúa Giêsu bảo rằng: hãy xỏ gươm vào bao. Con tưởng rằng thầy không thể khiến 12 đạo binh trên trời xuống để làm việc này hay sao? Đấy, nhưng mà Chúa không có làm. Chúa có thể đưa tay ra để chữa ngay cái tai bị đứt của người đầy tớ ấy. Nhưng Chúa không biểu lộ quyền năng phép lạ nào cả. Không phải Chúa yếu kém, không phải Chúa không có khả năng, mà Chúa đón nhận những sự khốn khó một cách tự do. Để làm gì? Thưa, để cho chúng ta được trở nên những con người tự do. Để nói theo cái cách của Thánh Irene, đó là con Thiên Chúa làm người để con người được làm con Chúa. Nếu như Adam ngay từ đầu
đã ký kết cái giấy nợ với Satan, thì nhờ việc đón nhận những sự khốn khó trong cuộc thương khó, chết và phục sinh, Chúa Giêsu đã xé cái giấy ghi nợ đó, để rồi chúng ta không còn thuộc về ma quỷ nữa, mà thuộc về Thiên Chúa, không còn thuộc về cái xiềng xích của tử thần nữa, nhưng thuộc về nước thiên đàng. Chúa đón nhận cuộc thương khó vì yêu thương mỗi người chúng ta, gánh lấy tội lỗi của chúng ta, gánh lấy sự khốn khó và yếu đuối của chúng ta. Và nói theo cái từ ngữ mà chúng ta thường nói với nhau, đó là để cứu chuộc chúng ta. Chúa chuộc chúng ta khỏi tay ma quỷ bằng chính máu của Ngài, bằng chính sự chết của Ngài. Chúa cứu chúng ta bằng chính lòng thương xót của Thiên Chúa. Khi mà chúng ta suy gẫm điều đó, thì chúng ta được mời gọi không chỉ tạ ơn tình thương của Chúa, mà chúng ta cho dù trải qua nhiều thất bại trong đời này, chúng ta không được thất vọng. Chúng ta thất bại nhiều lắm. Thất bại trong đời sống cá nhân, thất bại trong đời sống gia đình, thất bại trước các cám dỗ của thế gian, của xác thịt, của ma quỷ. Thất bại rất là nhiều. Thế nhưng bởi vì Chúa đã chiến thắng, cho nên chúng ta không được phép thất vọng. Có thể thất bại nhưng không được thất vọng, bởi vì Chúa luôn vác thập giá đi bên cạnh chúng ta để nâng đỡ chúng ta. Và nói theo cách của người Pháp, đó là khi chúng ta cố gắng, nỗ lực hết sức thì Chúa sẽ làm phần còn lại. Nói như thế thì Chúa chấp nhận thất bại để cho chúng ta chiến thắng. Chúa chấp nhận thua thiệt để cho chúng ta được trở thành con cái của Chúa. Và nếu như chúng ta nỗ lực, cố gắng mỗi ngày trong cuộc đời này, vác thập giá của mình, mang lấy những nỗi khổ, những vất vả của anh chị em, và cùng nhau đi trên con đường thập giá, chúng ta sẽ chiến thắng và sẽ được chia sẻ vinh quang với Đức Giêsu Đấng Phục Sinh. Xin Chúa nâng đỡ và chúc lành cho chúng ta.